Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ghế bậc thang có tên là Bekväm của IKEA. Ghế này có 3 bậc, có chiều cao là 63cm. Cái ghế này nó có thể chịu được độ nặng là khoảng cỡ 100kg. Rất là tiện lợi để cho mình có thể lấy những cái đồ ở phía trên cao này. Rất là chắc chắn. Mình sẽ mở cái ghế này ra và gắn lên cho các bạn coi nhé.